Thôi thôi, giúp cái gì, tôi đang bận lắm. Ở đây thiếu gì người, qua nhờ người khác đi. Xin chị. À, nữ chủ tịch Quyên đấy à? Tao tưởng giờ này mày đang phải đến tập đoàn SAY để xin bố thí rồi chứ. Anh ơi, nhưng mà tôi... Alo, alo. Có phải cậu, chính cậu là người đã hại công ty của tôi đúng không? Thế thì để tao cho mày biết. Thế nào Lê Lộc? Tôi chuyển dạ sắp sinh, chị có giúp tôi taxi đưa tôi tới bệnh viện. Điện thoại tôi vừa bị giật nên... Thôi thôi, giúp cái gì, tôi đang bận lắm. Ở đây thiếu gì người, qua nhờ người khác đi. Nhưng mà tôi đau quá, chị giúp tôi đi, không mẹ con tôi chết mất. Đang đi ký hợp đồng, đụng vào bà bầu đen lắm, tránh ra đi. Mà tôi với cô chẳng quen chẳng biết, cô lừa tôi thì sao? Tôi xin chị. Hay chị cho tôi mượn điện thoại. Cho tôi xin một cuộc điện thoại. Dạ, tôi đang trên đường đến công ty anh để dự buổi họp đây. Vâng, tôi rất mong lần này hợp đồng chúng ta sẽ được ký kết. Vừa ra đây thì bị cướp giật mất điện thoại. Khổ thân. Thôi, bây giờ cũng tiện có xe của chị ở đây, em lên xe chị chở vào bệnh viện luôn. Chứ cứ chờ đợi thế này nguy hiểm lắm. Nào, đứng dậy đi, chị đỡ. Từ từ thôi. Đúng là con điên. Mày cứ lo chuyện bao đồng như thế, rồi đến lúc mất cái hợp đồng vào tay tao thì đừng có trách con này á. Giám đốc của tập đoàn XT là không có ngán con nào đâu. Bây giờ cứu người là quan trọng nhất. Chúng ra đi, mình đi thôi em. Cảm ơn chị nhiều. Đi từ từ thôi. Em ơi, chạy nhanh một tí nữa đi. Cố lên em, sắp đến nơi rồi. Alo, tôi có việc đột xuất, 20 phút nữa tôi có mặt. Sao ạ? Không ký hợp đồng nữa, hủy họp ạ? À? Anh ơi, nhưng mà tôi... Alo, alo. Em đâu rồi chị? Được rồi, cố lên. Em ơi,
chạy nhanh hơn chỗ nữa hộ chị đi. Vội quá. Cố lên. Em ơi, em ơi, em. Mày vẫn còn chưa cút khỏi đây à? Đây là công ty của tôi. Không phải cái chỗ mà cậu thích thì cậu đến. Bảo vệ đâu? Công ty phá sản nên sốc, bị hoang tưởng à? Bây giờ cái công ty này làm gì còn ai nữa ngoài một kẻ thất bại như mày? Có phải cậu, chính cậu là người đã hại công ty của tôi đúng không? Có trách ấy, thì trách mày ngu thôi. Sao cậu phải làm như thế? Tại vì tao thích. Mày có cái gì hơn tao mà lúc nào mày cũng được may mắn như thế? Vừa được sống trong nhung lụa, lại vừa có tài sản kếch xù, lại còn được mọi người yêu quý à? Trong khi tao phải kiếm chật vật từng đồng tiền một, tìm đủ mọi cách mới có thể có vị trí như ngày hôm nay. Đến người tao thích mày cũng cướp mất của tao. Thì ra là như thế à Phượng ạ? À, tất cả mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu, cậu hiểu lầm rồi. Là mày nhẫn tâm muốn cướp hết mọi thứ của tao. Tôi không bao giờ hại bạn thân của mình cả. Hôm đấy tôi bị tai nạn, tình cờ gặp bạn trai của cậu, nên là anh ta đưa tôi về thôi. Còn việc anh ta thích tôi thì làm sao mà tôi biết được. Với cả loại người lăng nhăng như thế thì bỏ cũng xứng đáng mà. Tao không tin. Chỉ vì như thế mà cậu hận tôi tận bây giờ à? Bây giờ ấy, mày sẽ phải trả lại mọi thứ cho tao. Phải nếm trải từng thất bại, từng nỗi đau mà tao đã từng trải qua. Cậu thôi đi, cậu còn làm những trò điên cuồng thế cho công ty của tôi, cậu báo công an đấy. Cái gì cơ? Mày đang đe dọa tao đấy à? Thế thì để tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Anh là... Cô không nhận ra tôi à? Năm lần bảy lượt mời công ty của tôi và mấy cái phi vụ bẩn thỉu của cô không nhớ à? Đừng có nói láo! Anh đến đây làm gì? Tôi đến đây làm gì á? Tôi đến đây để vạch trần cái bộ mặt thật của cô đấy! Anh nói gì? Tôi nghe không hiểu! Tất cả những bằng chứng mà cô lừa đảo khiến công ty của cô quên phá sản, tôi đã thu thập đầy đủ rồi! Chuẩn bị mà lên công an hầu tòa đi! Cái gì? Tại sao lại có thể như thế được? Tại sao à? Muốn biết tại sao ấy thì sẽ có người gọi cho cô, mọi việc sẽ rõ. Còn bây giờ cút khỏi đây! Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là tao chịu nhục chứ không phải là mày? Cô mà làm loạn ở đây nữa, tôi gọi công an vô cổ cô lên phường ấy! Người âm mưu, xảo quyệt như cô ấy thì cũng xứng đáng bị như thế thôi. Lúc nào cô cũng trách bản thân người khác là bất công với mình, trong khi cô chưa một lần nhìn lại bản thân mình xem nó có xứng đáng hay không. Cô cút ra khỏi đây đi. Cảm ơn anh nhá. Nhưng mà tôi với anh quen nhau sao? Có chứ, cô là ân nhân của vợ chồng tôi mà. Ân nhân? Tôi nhìn anh quen quen, có phải anh là tỷ phú Hiếu đúng không? Tôi là Hiếu đây. Không biết là anh có nhầm lẫn gì không, chứ tôi với anh chưa gặp nhau bao giờ, thì làm sao mà anh mang ơn tôi được? Đợi tôi một chút. Chị.
Em là... Chị không nhận ra em ạ? Chị nhớ ra rồi. Em có phải là cô gái mang bầu mấy tháng trước mà chị cứu đúng không? Vâng ạ, em đây chị ạ. Hôm đấy chị đưa em vào phòng mổ rồi đi luôn, nên em chưa kịp cảm ơn chị. Có gì đâu. Bây giờ gặp lại hai mẹ con em khỏe mạnh như thế này là chị mừng rồi. Cũng nhờ chị mà mẹ con em được mẹ cho ngon vuông ấy. À mà quên, giới thiệu với chị đây là chồng em. Bảo sao, chị cứ thắc mắc là chị không biết mình đã làm gì mà được tỷ phú mang ơn như thế nữa. Tôi được biết công ty cô đang gặp khó khăn. Tôi cũng đã đọc qua bản kế hoạch mà cô định hợp tác với cả hai online. Nó rất hợp với công ty tôi. Tôi sẽ góp vốn 10 tỷ. Thật thế ạ? Thế thì tốt quá ạ. Nếu có số tiền ấy thì chắc chắn là công ty tôi đã cứu sống rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu, chúng ta hợp tác cùng nhau phát triển mà. Với lại cô là ân nhân của vợ chồng tôi mà. Có gì đâu, anh cứ nói quá. Chứ cứu người là việc cần thiết mà. Nhờ cô mà vợ con tôi được mẹ tròn con vuông. Vợ tôi sinh được bé trai rất là kháu khỉnh mà ngoan ngoãn nữa. Mà tôi không biết phải làm gì để đền ơn cô hết cả. Cô cứ nhận tiền cho tôi vui nhá. Vâng, cảm ơn anh.